mở hàng cho đẹp mắt lên sao. Cứ từ từ lên sao nha, sóng đó. Từ từ đi, tao không tới à. Hồi cái nó nổi bụng lên à. Cứ kệ nó, đừng có kéo các bạn thôi. Quay lên, hạ xuống quay lên. Ừ, đứng cho chắc nha. Từ từ đi. Đôi khi cá bớp đâu không biết được đâu. Đứng cho chắc nha, sống nha, sống đó. Từ từ. Cứ ở cứ để từ từ đi. Từ từ nóng lên à. Cá bớp có phải. Cái đùi sống đấy. Vô luôn đi chứ mẹ. Có giấy tờ. Cá quá đẹp nè đó. Khai mạc đó. Đó, ăn sấu khai mạc cá nè đó. Xem trao không. Ừ, mà đủ tiếp. Ừ. Ông nội tôi rồi. Biết ngay không? Ông nội tôi. Còn không? Cứ vô đi. Xảy à? Anh là kỳ mất lòng anh sao? Cắt ngay bụng hả? Ờ, ngang người. Anh móc ngang là dính nó rồi. Móc cái đầu. Chết rồi. Chết rồi, cơ mà cứ làm phóng xanh không phải chết rồi, là công đức này chết rồi sao ơi. Chúng cá bự mà thả đi vậy là xong rồi. Con cá béo đầu tiên, nó rồi. Đang tìm nó cá chua đây. Nó nữa rồi anh Sáu ơi. Nó rồi anh Sáu ơi, nó bự quá. Bự đó, nó nữa rồi anh Sáu ơi. Cần 10 con nữa canh chua vừa. Béo vô rồi anh Sáu ơi. Anh Sáu ơi. 4 con rồi anh Sáu ơi. Từ từ nó ở dưới đó. Lưới câu, ở lưới canh có nhỏ không? Câu cá rô mà hả? Ở lưới cá rô là ok. Cái gì anh Sáu? Vô lên vô bờ lên đó, nó phải không? Nó rồi đó, anh Sáu vậy mới đúng chứ. Ờ. Ờ, có là vui rồi, nó như cá đù thôi. Nói anh bị em dính này nè. Đó, tuột. Ê, anh Sáu ơi, còn được nó. À, còn được nó. Đó, nó còn hy sinh phải không? Đó, còn thứ 6 này đó. Anh nha, tao tìm mày canh chua thôi. Mà coi bà hai thằng này từng từng nó con cá này mà nó chi hô. Chim trời cá biển, trời cho con nào ăn con đó. Nhưng con này nó ngon hơn cá đù bà con ơi. Tìm mấy con nữa là canh chua, đủ nồi canh chua. Quay snapper. Đó, bực con Sáu ơi, con. Ở rìa nhanh nhẹ giật liền. Anh không giật là mất mồi. Giống như con cá hành á. Đó, con này được. Hai con nửa phao, hai con phao. Được. Mẹ mày ăn đi, mày đừng có rìa. Đó, anh Sáu ơi. Anh Sáu ơi, nửa phao con đâu có nhỏ. Đó, nồi canh chua ngon rồi. Cá canh chua có nhiêu đây thôi, 13 con. Chính cá đủ béo. Hai con. Hai cá central. 4 cá central, cá sóc. À, 4 con đủ béo. Mỗi cá béo mày đủ béo.
6 con, 8 con, 9 con quay snapper, 9 cá béo, 4 cá sóc là 13 con, nồi canh chua trên biển tuyệt vời. Ăn nồi canh chua này là lời đó, rồi từ từ tính sau. Nồi canh chua trên biển, cá đồng ba sắp, cá bể sắp sôi, mời cả nhà nhá, rất là ngon. Hôm nay chủ nhật bà con đi câu cũng đông lắm mà không có cá gì mấy, có mấy chấm đuôi không à. Mình thì tìm ba cá nhỏ, cá nhỏ nó biến đâu hết mẹ rồi. Vậy chưa ăn sâu, sen trao vô chưa ăn sâu, mấy trăm con đi. Hôm nay anh bắt cá đù, bây giờ bắt sen trao thôi, mấy trăm con, ok. Lấy lại những gì đã mất. Ờ, mấy trăm con đi. Ú, anh sâu, chúng bắn rồi đấy. Chúng bắn rồi đó. Đó, đù bự gì đâu, anh sâu, lên, lên sâu. Đó, anh sâu, đưa vô bờ lên. Đó, em cũng bị... Đó anh Sáu, vô anh Sáu, kéo lên Sáu. Ừ. Đừng có ba gai là ok à. Ừ, đưa nhanh lên anh. Ừ đó, anh Sáu đúng rồi. Ờ làm anh vậy biết. Ừ anh Sáu. Nó vô đằng sau, nó vô rồi. Đó em cũng vô luôn này. Đấy chưa, nó vô đằng sau, cái bầy nó vô rồi. Đó, bầy nó vô rồi. Đó. Hai hai người ba con mày biết đúng rồi đó. Hai lưỡi hai con đã chưa. Ừ. Còn ông đó. Còn. Cá vô, cá vô. À, bà mẹ nó tưởng cá đâu thì tôi em tưởng lội theo. Nó mày phải vô vậy chứ. Chết mẹ nữa mất rồi. Còn không? Còn đù đen. Đù đen central. Vậy chứ mẹ. Vô tiếp hả? Đấy, vô vô đi. Của em nó không đối bên này luôn. Cho lên đi. Ấy à, đâu, má con kia mới to cả. Con rùa này to lắm. Cho đứng lên này. Lưỡi cá lồng tong đó, cái này không gì được. Vừa sau lưng ăn á. Đâu cần phải lưỡi bự đâu thấy không? Ồ, lưỡi này cũng đâu có nhỏ, lưỡi vừa vừa. Lưỡi số 2. Thì hên xui. Ờ hên xui. Cho con nữa lên tàu cho đẹp đi. Xong. Ồ. Con. Ờ rồi kéo chiếc tàu đi luôn không? Không nhau xích cứng, xích cứng quá em ấy. Ờ. Từ từ nó nổi lên à. Tự nổi lên. Lưỡi số 2 cũng ok, mà lưỡi này cũng dễ hoác lắm. Vậy là tiền đó mà. Hồi đó mua 10 em đấu giá 10 đồng cả ngàn lưỡi. Bắt nạt bán cá fit bán cá đủ được. Lâu lâu những cá đứng cá chấm đuôi cũng được. Ôi mà nước rồi, sắp sửa nổi lên rồi. Hồi cái nó được à. Không có gấp. Trời cho cá bớp đi cũng ngon vậy. Chết mẹ xong rồi. Cái này chửi ai ta. Thế mà mình nương tối đa đứt chì luôn. 4 lưỡi. Ờ. Mày cho tao nhìn hình dáng mày chúc được ok. Kiểu nó kéo giống cá mập á. Con này nhiều chấm đẹp lắm. Chấm quá trời luôn. Nước còn cá đủ tí đây luôn không?
con này chấm quá trời luôn. Chấm quá trời luôn. Chục cái chấm luôn á. Con này cắt được. Chấm quá trời rồi. Chấm quá trời. Chấm quá trời. Đó, chấm quá trời luôn. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Chấm quá trời luôn rồi đó. Đó, ăn sâu, ăn tơ, ăn sâu kéo vô. Đưa lên liền. Đó, đưa vô liền. Không đưa liền xếp mỏ à? Đó. Ừ. Đưa lên cho lẹ, em cũng đưa cho lẹ này thấy không? Đó, đủ đen, đưa cho lẹ đó, đã nhờ là anh xem cho em đủ đen đó, hay ta chia ra ok. Dính đồ ăn sâu rồi. Hắn nhờ tao đệ mày. Em để thẳng xuống thôi. Ờ. Cái này cá nhỏ, cá mập quá. Má nhỏ, nhỏ đủ sai, cá chấm đuôi đủ sai cũng ngon vậy. Ông nội rồi. Over sai luôn. Over sai luôn theo. Không sợ mất phải không? Đủ rồi. Có mập nó béo vậy thôi, đâu có lấy được. Con thứ ba này, con thứ sáu đâu mất ba con. Đó. Quá đẹp luôn nè, đó. Quá đẹp nè. Ủa sao thấy hình anh vậy? Ờ thấy rồi. Thấy chưa rồi. Ok, quá đẹp, quá đẹp. Đó, thả phóng đi. Xanh. Phóng xanh. Đu ông nội tôi. Ừ, vô ăn sấu, vô vô. Đó ăn sấu, đó đu đen đó. Mẹ mày đừng có mày nữa. Ơ, cá sóc, cá sóc, cá sóc, xem trao. Con sấu vô, vô. Đưa lên tàu lên. Đó, 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 đang tìm nó. Mày đừng. Đó, xem trao, xem trao vô. Đang ăn cái là dính liền phải không? Ừ, vô lên sấu, vô đi. Đó, đù đen cũng được, không sao, không chê. Không chê. Con câu cá thu phải không? Thầy đừng coi, không có. Không có. Đù béo, đù béo, cá béo, cá béo, cá béo. Em ngồi tao cảo cả hai ba con đây này. Đó, hai con, phóng xanh một con này, thấy không? Ờ, kệ nó, đó. Câu như vậy là xấu này, lấy một phóng xanh một cho đúng này. Ờ, cứ phóng xanh không là không được. Cá. Đó, hai lưỡi hai con, hai lưỡi hai con. Câu dùng kích hai lưỡi hai con. 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 Đủ đen bự, đủ đen bự. Đồ bự. Đồ ăn bự. Cái gì đây? Xen chào. Đôi khi nãy xúc rồi đó. Có khác ăn vô. Thả cái dính liền. Hai lưỡi hai con. Xen chào. Cái cần này em chưa.
ôi con được, con bự 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 bự, xem cho bự, à, xem cho bự. Gần phao này, cả phao này. Đó. Xem cho tiếp. Xem cho dưới đầy dưới anh Sáu ơi. Đó, đù đen, đù đen, đó. Một đù một xem cho, câu mấy câu, cá vô mà con ơi, cá vô. Cá vô. Ông nói 3 giờ mà 5 giờ mấy. Đù đen ha. Đó, sóc vô, sen trao. Sáu vô, sáu vô. Một con, cái nó có là được rồi. Đó. Đó, đù đen, đù đen, đù đen. Rồi nó mất mồi ông ghét. Kệ mẹ nó. Đó, đù đen tiếp. Hôm nay chú bắn đù đen lên từ anh Sáu nha. Đó nhầm mấy. Đá tay vào. Ờ, vừa thả dính lên, thả cái dính lên, cá vô. Đó, central rồi. Đù đen tiếp, đù đen. Cá vô, vô, vô. Đó, vô. Ông hứng nó thôi, đánh chết. Ồ, hai con là sao rồi, hai con. Cá vô, cá vô, cá vô, đó. Mai đi bắt cá hồng nữa nè, hôm nay bắt cá trắng, mai đi bắt cá hồng. Mà lại còn con á. Đó, cá vô xấu. Không phàn nàn. Ồ, cá vô. Đôi khi lúc đó chưa cá chưa vô. Tại nó chưa đổi nước này. Đó, anh xấu, đó. Lấy một, ăn một, lấy một, phóng xanh một. Đó. Cũng được đi. Ê, con cá nó dây vô chân cái xong rồi nhá. Xem cháu rồi. Ô, hai lưỡi hai con đù đen. Chúng bắn. Hai anh em đù đen đấy vô. Nó bảo đi một thằng nó buồn, đi hai thằng cho vui. Vô anh Sáu vô. Đó anh Sáu vô. Nó bỏ câu, nó bỏ neo ngay đây chứ. Má tàu quay đều quay đã. Mẹ tàu này 300 mấy này. Tàu này 24 feet, 25 feet á. Quay đều quay, tàu nổi tiếng mà. Mẹ tao tôi xà lan ngon hơn. Trời cho chúng sầu số chơi cái xà lan á. Độc nhất vô nhị đó, mình chơi tàu mình đi câu là độc nhất vô nhị đó. Ừ. Tàu mình câu lên là độc nhất vô nhị đó. Đủ đi câu tuna hết sảy. Đó, sen trao vô tiếp. Ồ, đó. Vui tay vậy mới đúng chứ, mẹ. Là hồi sáng anh em buồn hiu buồn hiểu. Ông cứ bảo em chờ em đi mà bảo kêu ông đi, mẹ cứ nửa ngắm đời về không đâu được. Có, sen trao tiếp. Còn, nhập nành cái. Nó lội vô. Còn. Đó, từ đến xấu cho đẹp trai đi. Từ từ đừng nóng, ở từ từ. Kể đó cho đẹp trai đi. Ê đùi cá mập xấu. Mẹ chờ cho cá bóp đâu biết được, đừng nghĩ y. Thấy gì thấy chưa? Đấy thấy rồi, chụm đuôi.
Đó. Chấm đuôi hay sủ đen? Chấm đuôi à? Dây kéo luôn xấu. Chơi đẹp vậy đó, mất bỏ. Lừa lừa kéo luôn lên phim nói đẹp. Đó. Cá đã chưa? Đẹp hả? Đó, anh lừa lừa cái đưa vô cầm kéo lên. Đó. Đưa cần câu lại. Đưa cần câu lại. Dính hai lưới rồi, con cá đi đời rồi, không đi đâu được rồi. Đó, đưa lên. Đó. Đưa lên. Đó, đó, đẹp chưa? Đứng luôn xấu, đứng lên, đứng cao vô lưng nó vô cao lên luôn. Để bây giờ cao lên luôn nhìn em này. Yeah. Đó, phóng xanh thôi. Có kìm chưa? Đó. À, sắp sửa mất rồi đây. Sắp sửa mất luôn rồi. Ốm quá. Phóng xanh luôn. Rồi. Phóng xanh, phóng xanh. Phóng xanh, phóng xanh, phóng xanh. Đó. Dồn sâu ơi, cá dồn sâu ơi. Cá lò, cá nhỏ không lấy, anh cứ lo lấy cá lớn, anh phóng xanh không được chết rồi sâu ơi. Đó, lấy cá với anh chứ anh câu phóng xanh không là không được rồi. 20 phút, 4, 5, 40 phút nữa. Anh cứ câu anh phóng xanh không là câu nhìn anh Sáu ơi. Úi giời ơi. Vậy nó vui nhà vui cửa cho anh Sáu ơi. Tất nhiên mình được khoảng những 30 phao nhá. Em được nửa thùng rồi đó. Đằng này khoảng chừng nửa thùng. Vậy cũng được đi. Vui vẻ. Em tưởng về có hang cái gì không á. Hang chấm đuôi không á. Hành em chạy tới chạy lui. Mệt xíu luôn. Đó. Thì chỗ này không có gì rồi. Thì đấy. Đó anh Sáu ơi. Cá đầy ở dưới anh Sáu ơi. Cá vô anh Sáu ơi. Ơ anh Sáu ơi. Hai lưỡi hai con. Hai lưỡi hai con. Hai lưỡi hai con. Ê, dính đúng rồi. Không xúc. Cá vô. Vô anh Sáu vô. Đó, vô anh Sáu vô. Đó, mù mắt. Còn, đó, còn. Cá vô. Đù đen, đù đen, đù đen. Đồ. Hai lưỡi hai con rồi. Ô, hai lưỡi hai con, một đen một trắng. Một đen. Trăm lưỡi 200 thôi coi, mẹ bay qua mặt nó liền. Cái chấm đuôi như cái gì? Vừa đâu? Chấm đuôi rồi. Đôi khi cá hành lâu lâu cá hành rồi cho cá hành á. Phải lấy vợt á. Ơ đồ mẹ này đó. Sủ đen này đó. Kéo lên sủ đen luôn đi. Đó. Xong rồi ốc thiều. Bữa ông bữa 4-5 phao vậy á. Cũng bữa ăn sau. Lấy không? Đó, đưa lên. Không đích, không đích. Anh nắm vô cái gì không gãy canh câu. Nắm mày gãy canh câu. Đó. Úc thiều. Đó, 4 phao chứ không ít. Đó. Cái lúc không có cá mà không có gì luôn. Ồ, sen trao vô. Không có đâu, nó đâu có nhìn đâu, phải nó nhìn trước rồi nó mới ăn đâu mà lo vậy. Con cá đâu mà nhiều con người mà nó nhìn trước rồi nó ăn đâu mà lo vậy. Mày có cá là dính à. Đó, vô. Vô, anh Sáu ơi, vô. Mất rồi. Ô quá. Hai thằng, ông với ông bạn ông ấy. Ồ, bữa này hai con rồi. Ô, anh Sáu ơi, nó vô rồi, Sáu ơi, cá vô, Sáu ơi. Vậy sao về anh Sáu? Ngủ lại đây hả? Tới rồi, cá mới tới tối, cá mới vô bà con ơi. Chết rồi. Chắc ngủ rồi.
đó ông má sao hụt không ta. Đây em móc một cái hông khe, mẹ mày cứ rỉa đi. Ờ chừng nào dính này tao đưa lên. Đó có được con hay không. Ờ xin chào vô. Vô anh Sáu vô. Đó xin chào vô. Mặc sức mà làm trả rồi. Mà sao khoái làm trả lắm. Mẹ cá tươi về làm liền à. Khoái làm ở nhà chứ không. Thì đây, oh, hai lưỡi hai con, vậy mới là câu dân sâu. Hai lưỡi hai con, hai lưỡi hai con, mua vô. Ôi, cái vô, hai lưỡi hai con rồi sao ơi. Hai lưỡi hai con, hai lưỡi hai con sao ơi. Hai lưỡi hai con rồi. Ủa, bắt đủ bự một phao. Đủ bự một phao. Đó, xem cho tiếp. Vô anh Sáu. Nãy em gần chục con em chưa thay mồi đó. Xem cho. Cá vô. Mẹ đi. Mẹ mày cắm mập đi tao nhờ đi. Hôm nay là 7-8 con rồi phải không? Cá vô anh Sáu, cá vô anh Sáu, ai vô. Khỏi anh Sáu ơi, quá đẹp thiệt. Nổ trên mặt nước luôn. Khỏi gần vườn anh Sáu ơi, phóng xanh rồi. Cá bự. Đó. Đã chưa? Vô cá vô, cá vô liên miên luôn bà con ơi. Trời xế chiều cá mới vô bà con ơi. Anh gặp bởi với anh phải chỉnh lại, anh đừng có để cứng quá. Mỏi xem cho bừa sao ơi. Chết rồi sao ơi, vậy là chết rồi. Câu cá mà cứ phóng xanh không, giờ phút cuối mà anh đi phóng xanh không là chết rồi. Anh Sáu ơi, cá vô anh Sáu ơi. Cá đù vô anh Sáu ơi. Đù vô. Đó, đù đen vô tiếp. Hy vọng là mai được mớ cá hồng bự. Hai con là sao ấy, hai con ạ. À. Cá mạnh là hai con, hay là con đù bự. Bà mẹ mày, con đù. Con cá bựa sao một phao rồi. Cá sen trao một phao rồi. Đó, nó gọi Atlantic trout. Đó. Đu đu à? Ôi Atlantic trout này quý vị ơi. Con cá này hơn phao này. Cá sen trout là hơn phao này.
Atlantic Central. Đó, sáu vô. Đó, sáu bự chưa? Bự hay là sáu này? Đó. Ờ, à, mai tôi đi câu, mai làm mồi. Vậy là vừa rồi mà lại kéo không được. Cá vô, cá bự rồi sáu ơi, cá bự rồi. Đó, Whiting Central. Ờ, vậy không được. Thôi chịu thôi, lâu lâu mất con chịu thôi. Coi như phóng xanh đi. Con nó không thua gì con lớn hơn cái con cá gì đó. Con cá ba gai nãy anh bắt đó. Chạy cái đá. Ờ. Cắt mẹ tại nhà cho nó tiện. Đó, xem cho vô tiếp. Đù 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 đù. Ờ, cá là đúng là như vậy đó. Đó. Vừa tới đất là dính liền. Đầy mà gì dữ anh Sáu. Giống như cái ao cá mình nuôi á. Này anh Sáu này đó. Cá cá đùi với cá sen chao chứ đâu một loại đâu. Đù đen. Thấy ra cái thùng mồi cho em anh Sáu. Thùng giữa là mồi. Mày cá tươi biết không? Không đông đá biết không? Là better hơn. Xem chào. Đó lọt vô luôn. Một thằng ở trên 5 lưỡi luôn. Càng sóc bự đó. Hay có đủ bự đó. U hai con, hai lưỡi hai con. Biết làm ăn hai lưỡi hai con đã chưa? Ờ bự nữa chứ. Trời xế chiều rồi cả nhà ơi, cá đang ăn ngon. Chắc câu đêm ở ngoài này ngủ đêm ngoài này luôn, khỏi về. Mang cá về làm mắm luôn. Không có đá ướp. Mình được mớ cá chấm đuôi nó chạy cũng vui. Vui nhà vui cửa. Ờ. Vậy mà là câu chứ mà. Ờ nãy giờ hai lần rồi đấy. Hết mồi thôi, không thêm mồi. Có nhiều câu với nhiều. Đó, anh Sáu vô. Rồi, bắt đầu nó cạn á, nó chạy qua bên kia. Thấy ra thừng giữa mà. Đó, vẫn còn theo hộp cơm vẫn còn. Nó có hộp cơm tao vẫn ăn. Nó đổ nước cái nó chậm hẳn lại liền. Còn không? Còn thôi. Cháu đi. Ờ, cá béo, cá béo, cá béo. Nó ăn đổi cho mình con cuối. Ôi cháu sao rồi. Nó chậm chứ hẳn.